cường độ ánh sáng của nó đây, thực tế mọi người đi ban đêm. Chiếc taxi kia cách khoảng 150m. Ok, mọi người có thể thấy rất là sáng nhé. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay như mọi người nhìn thấy đây, thì hôm nay mình sở dĩ mình để đèn đây ấy, là hôm nay mình muốn giới thiệu tới mọi người những cái loại đèn L4X, L4 và L6 bên mình đang bán. Tóm lại nó là đèn trợ sáng bên mình đang bán. Hôm nay thì mình có chuẩn bị một thiết bị đo về công suất của đèn, tiếp theo nữa là một máy đo về cường độ ánh sáng của đèn tính bằng lắc nhá mọi người nhá. Thì sở dĩ mình làm cái video này ấy, thì thực ra bây giờ như anh em mà nếu mà search một kết quả tìm kiếm trên Google này, bạn camera quay sát đây cho mình này. Nếu mọi người tìm chữ đèn L4X ấy, mọi người sẽ thấy rất nhiều kết quả luôn, nó ra hàng trăm hàng nghìn kết quả luôn, rất nhiều, và giá cả nó cũng mỗi chỗ mỗi khác này, từ 60.000 này mọi người này, 60.000 100, tức là giá nó rất ảo luôn, 600 800 đấy. Mà tất cả những bài viết đây nhá, đây để mình thử vào một cái bài nào đấy nhá, để cho mọi người thấy nó trực quan nhất. Rồi mình sẽ không quay cái đây, quay vào đèn này, mình sẽ không quay là bài viết này của ai như nào để cho khách quan nhất, không lại bảo cạnh tranh không lành mạnh mọi người chưa. Đây mình sẽ cho mọi người mọi người đợi chút nha, mình họ có những cái chỉ số về đèn đấy rất giống nhau, ví dụ như là cường độ ánh sáng 60.000 cái gì đấy, công suất bao nhiêu watt. Thì hôm nay mình sẽ đo cho mọi người trực quan nhất đấy, về mặt hôm nay là mình sẽ đo về mặt con số trước cho mọi người nhé. Còn độ sáng ấy mình sẽ test từng quả trên xe và trên những cung đường cụ thể luôn, chứ qua hôm nay mình chỉ test về mặt con số này, công suất này và cường độ ánh sáng. Camera nhìn rõ đây nhá, mình sẽ không quay tên shop là gì để tránh, để cho khách quan nhất mọi người nhá. Này L4X này, công suất thực tế là 35-40W, nhiệt màu này, tiêu chuẩn chống nước IP này, xong các tuổi thọ các thứ đây đấy, thời gian bảo hành nọ kia, công suất thực tế để chút mình sẽ đo cho mọi người xem công suất thực bao nhiêu nhá. Ok, thực ra những cái này ấy, thì đều là bài viết họ copy lẫn nhau thôi, chứ còn công suất thực tế như mình đã làm đèn rồi, mình đo rồi, thì công suất thực tế nó không tới cái mức mà như ở trên bài viết họ đăng đâu. Nó ảo lắm, bài viết nào thế, đèn 60.000, 100.000, 500.000, thậm chí đến 1 triệu mấy, 2 triệu là những cái loại đèn là nó zin đấy, thì công suất vẫn vậy mà bài viết như nhau hết. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ đo từng quả một, thì mình có chuẩn bị sẵn giấy bút ở đây. Còn giá cả từng sản phẩm thì mình sẽ để ở link nhé. Thì đến quả nào bao nhiêu tiền thì còn ở đây, bây giờ là mình sẽ không nhớ được hết là bóng là bao nhiêu tiền, nhưng nó sẽ dao động từ 100.000 đến khoảng 1 triệu 1.2 triệu này, cho tất cả những cái bóng này nhé. Đợi chút là mình lấy cái phụ kiện cho mọi người. Tạm dừng video một chút nữa. Tạm dừng video rồi đúng không? Ok, xin lỗi mọi người chút nhá, nãy là mình quên cái chuẩn bị này. Thì mỗi một đèn này thì mình cố gắng gửi thêm cho mọi người cái phụ kiện ở đây. Phụ kiện này là trị giá là 50.000 nhá. Thực ra là tính hết vào tiền đèn thôi chứ cũng không phải là tặng đâu. Nói tặng thì là không đúng đấy, và trên mạng thì họ cũng cứ ghi là tặng kèm, nhưng thực ra là bán kèm cho mọi người. Thì gồm có một cái tai chữ L, cái này CNC cũng khá đẹp, chất đẹp, một cái len vàng để
mọi người đi đường sương mù thứ phá xương, một công tắc on off và một công tắc phát sinh này. Bộ phụ kiện này là 50.000 nha, ví dụ đèn này 200 thì thành 250, ví dụ 100 thì thành 150 được chưa mọi người nhá. Thì còn cái giá đèn này hoặc là từng loại đèn đấy, thì sau khi anh em mình test được chưa, test về công suất, về cường độ ánh sáng rồi thì xem cái đèn nào bao nhiêu tiền thì mình sẽ ghi sau được chưa. Còn tiếp theo một vấn đề nữa mình muốn nói với mọi người là, ví dụ như cái đèn này có chỗ nó ghi là chip T6 rồi HIV3 rồi XMLU2 nó kia, thì mình sẽ bỏ qua tất cả những cái vấn đề về chip, hiểu không mọi người, không? Ví dụ như thế này, bây giờ cái chip thì là chip tốt, nhưng mà cái main đấy, cái main trong này, cái mạch trong này nó lại không phát huy được hết công suất, thì cái chip ấy nó chỉ mang tính hình thức thôi các bạn, hiểu không? Bây giờ nếu mà chip xịn nhưng mà main không đủ tải cho cái chip ấy thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Thì anh em mình thực tế nhất, kể cả cái này là HIV3 hay cái này là T6, nhưng quan trọng là cái cường độ ánh sáng ra bao nhiêu. Tức là chip xịn nhưng cường độ ánh sáng ra không thua thì không giải quyết vấn đề. Ok, chào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ test chiếc đèn đầu tiên. Thì đây, em đang quay sát đây. Đây như mọi người có thể thấy đây nhá, đèn hôm nay đã có. Thứ nhất là về giá tiền là 200 nhá. Đây chưa có phụ kiện mọi người nhá, phụ kiện thêm 50.000 đấy nhá. Công suất là 15W vào đây. Cường độ ánh sáng đây 3698 lắc nhá. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp ở ngoài đường nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhá. Đây là cường độ ánh sáng của nó đây, thực tế mọi người đi ban đêm. Chiếc taxi kia cách khoảng 150m. Ok mọi người có thể thấy rất là sáng nhá. Về chế độ bảo hành của đèn này thì bảo hành đổi mới cho mọi người trong 3 tháng nhá. Còn về khả năng chống nước của nó thì nó ở cái mức gọi là anh em mình đi mưa thì thoải mái, ok không vấn đề gì. Còn rửa xe mà xịt thẳng vào ấy, xịt thẳng vào đèn thì mình nghĩ là sẽ hấp hơi đấy. Mọi người lưu ý nhá, thì mình rửa xe thì nhớ dặn mấy bác rửa xe làm sao hạn chế đến mức tối đa, đừng có xịt thẳng vào đèn. Đấy. Ok, đây mình sẽ dừng video tại đây nhá. Đây là về cho mọi người xem một lần nữa, đây là đèn có độ sáng là 3698 lắc, đèn L4 nhá mọi người nhá. Công suất 15W và giá tiền là 200.000 đồng. Còn bộ phụ kiện sẽ là 50.000, ai mọi người có nhu cầu đặt phụ kiện thì đặt kèm đèn cũng được nhé. Thì phí ship nó sẽ giảm. Ok, đây là về chiếc đèn đầu tiên nhé.